Xin chào cả nhà. Và một buổi sáng sớm mình chúc tất cả anh em một buổi sáng thật an lành. Và sáng hôm nay mình lại tiếp tục lên cái khu đồi sim để thăm những cái bẫy của mình sau 2 ngày. Không biết là kết quả nó sẽ như thế nào. Mình hôm trước thì có cùng với thằng bạn mình đã lên cái khu này để săn bắn. Mình đi thăm bẫy và ông bạn muốn đi theo và được trải nghiệm rừng, và cũng mang theo một cái khẩu PC thì để săn. Và hôm trước kia thì cũng có gặp được một cái đàn đàn gà rừng, thì có gặp mình là đi từ trên kia xuống và thấy có một đôi gà rừng nó đang kiếm ăn ở cái khu vực này, và cũng ná một phát thì cũng được một em gà rừng. Đây, cái lông gà rừng nó đã rụng ra đây rất là nhiều, và được một em gà rừng đực và một em mái, nhưng mà em mái là không bắn, và bắn được em đực. Hôm đấy thì mình cũng không có thể quay được, và mình sẽ đưa anh em của mình đi thăm những cái bẫy nhé. Không biết là 2 ngày bỏ bê sau 2 ngày thì có được em nào hay không. Cái bẫy trước mặt nhé, một cái bẫy dây trước mặt đã không có kết quả rồi. Và cái khu này thì cũng hôm trước thì cũng dính được một em gà lôi rồi, nhưng mà em mái anh em ạ. Đây, cái bẫy của mình nó vẫn nằm nguyên nhé. Hôm trước thì cũng dính được một em gà lôi mái, nhưng mà cũng đã bị con đấy còn đẹp, con đấy mình lấy về xong là ông bạn mình lại lấy về nuôi. Đây, hôm trước thì có một trượt một em ở cái bẫy cạm này, cái bẫy cạm nhỏ, và cũng dính được một em và bị sổng nha anh em nhé, bị trượt lông lá rụng đầy hết, nhưng mà không mắc. Gà lôi, gà liếc, gà rừng nó xuống bới này, rất là kinh khủng luôn anh em ạ. Và đây là một cái bẫy dây phanh của mình. Móm này anh em ạ. Cái khu trước mặt này là chính là dính được một em gà lôi nhá. Bấy mình lại tiếp tục vào gà lôi anh em ạ. Tuyệt vời rồi. Ồ, nhưng mà nó đã bị chết rồi anh em ạ. Rất là tiếc luôn. Ồ, một em gà lôi. Cũng là em đực nhưng mà bị chết rồi anh em ạ. Vậy là sau 2 ngày thì mình không về thăm được, liên tục đều đặn thì lại bị chết tiếp. Ôi, rất là tiếc luôn anh em ơi. Nó làm cái khu này nát bét hết này. Chắc là vào từ chiều hôm qua rồi anh em ạ. Vậy là cái bẫy này cũng đã gặt hái được 2 em. Ui dồi, nó dày ruộng đây này. Làm những cái dây dựa nó quăn hết này. Rất là tiếc luôn anh em ạ. Em này là em đực nhé. Em đực nhưng mà vẫn còn non. Rất là tiếc luôn. Nó chuẩn bị trắng nhé. Nó chuẩn bị đổi màu trắng, giống như em của Trà Mào Lạng Sơn. Hôm qua cũng được một em như thế này.
cũng tầm tuổi này. Và đây là cái cửa của nó này, thắt này, giấy ruộng này. Ôi rồi rất là tiếc luôn anh em ạ. Cạn lời rồi, không biết nói thế nào là tiếc quá. Rất là tiếc luôn. Vậy là cái bẫy này đã dính được hai em liên tục nha anh em nhé. Rất là đẹp luôn nhưng mà nó đã bị chết rồi anh em ạ. Rất là tiếc, vẫn còn hơi ấm ấm nhé. Vẫn còn ấm. Nó chưa đơ, chưa cứng đơ, vẫn còn ấm ấm, vẫn còn ngon. Rất là tiếc luôn. Vậy là cái bẫy này đã ghi bàn được à hai em rồi anh em ạ. Ghi bàn được hai em liên tục nhé. Cái cần nó hơi hơi căng anh em ạ. Cái cần bật nó hơi căng. Nó mới bị treo và bị chết nhanh như vậy. Và cái cần này là quá căng rồi. Nhưng mà không căng thì cũng không ổn anh em ạ. Rất là tiếc luôn, làm những cái dây này quằn hết này. Nó từ chiều hôm qua rồi anh em ạ. Sáng nay mình đi thăm thì cũng hơi muộn đi một chút ít rồi. Nhưng mà cũng vẫn được ăn nha anh em nhé. Ôi, rất là tiếc luôn. Mình cũng không biết nói thế nào nữa anh em ạ. Mình bẫy thì mình cũng mong được sống đẹp đẽ và để về nuôi. Nhưng mà không được. Nó lại bị chết như thế này thì cũng rất là phí và rất là tiếc luôn. Và giờ mình sẽ gài lại bẫy và đi thăm mấy cái bẫy ở bên ngoài nữa nha anh em nhé. Và mình đã gài xong nhé. Và tiếp tục đi thăm. Và tít ngoài kia là một cái bẫy gì? Bẫy dây. Và bên trên này là một cái bẫy cạm nhưng mà cũng không vào anh em ạ. Và mình sẽ ra bên ngoài này để thăm một cái bẫy bên ngoài này nữa. Cái bẫy này cũng bị bật rồi nhưng mà không thấy có kết quả gì anh em ạ. Đây, cái bẫy đã bị bật nhé. Không thấy có kết quả gì. Không biết là lý do tại sao. Và giờ mình sẽ tạm dừng để mình gài lại nhé. Và mình đã gài xong nhé. Và cái bẫy ngay bên ngoài này là cái bẫy cuối cùng rồi anh em ạ. Cái khu này thì cũng mình chỉ đặt được một số cái bẫy dây thôi. Rất là ít bẫy thôi nhưng mà cũng khá là hiệu quả. Và cái bẫy này là cái bẫy cuối cùng nha anh em nhé. Vậy là kết quả chuyến thăm bẫy của ngày hôm nay là chỉ được mỗi một em gà lôi đực non và đang thay lông. Rất là tuyệt vời rồi nhưng mà cái điều không may thì là nó đã bị chết. Rất là tiếc luôn anh em ạ. Thôi và mình sẽ kết thúc video tại đây. Hẹn gặp anh em trong những cái chuyến đi rừng tiếp theo. Chào anh em xem thấy hay thì nhớ đăng ký ủng hộ. Mình có thêm động lực đi rừng hơn. Chào anh em.